Dạ, con xin đọc câu hỏi số 1 ạ. Câu hỏi thứ nhất của hành giả Thu Ngân Đắk Lắk ạ. Dạ, con kính đảnh lễ sư ạ. Con xin sư tử vi chỉ dạy cho con một trường hợp như sau ạ. Gần vườn nhà con có một khu rừng nhỏ, người chồng của con ra đó đào cây về trồng tại nhà con. Vì nặng nên chồng bảo con khiêng cây về trồng tại vườn của gia đình con. Chồng con có phạm giới lấy của không cho không ạ? Con có phạm giới không ạ? Kính xin sư, mong sư chỉ dạy cho con ạ. Con xin thành kính Giới chưa? lấy của không cho, nếu như cái cây đó nó có chủ sở hữu, nếu như cái đất đó nó có chủ sở hữu thì có phạm giới. Mình nếu như mình biết rằng là cái cây này là tài sản của người khác, mình biết rõ ràng như thế rồi, mình có cái ý muốn đấy, mình cố tình lấy và mình đã lấy đi rồi khỏi cái vị trí đấy thì là phạm giới ăn trộm nhé. Còn nếu như đó là một cái cây vô chủ, một cái cây không có chủ thì không phạm giới đấy. Thì cái quan trọng là cái cây đấy có chủ hay không. Nếu mà cây không có chủ thì không sao nhé. Dạ, con bạch sư ạ, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Thu Ngân ạ. Dạ, con xin sư tử vi chỉ dạy thêm cho con một trường hợp như sau. Con có biết một ngôi chùa có thể do sai sót của cơ quan địa chính, một phần đất thuộc sở hữu của chùa lại được cấp nhầm bìa đỏ cho một vị cư sĩ ở sát chùa. Vị sư đã qua gặp nói chuyện mà vị cư sĩ chia kia không đồng ý chuyển phần đất đó qua bìa đỏ của chùa. Như vậy chùa có được xây dựng cốc liêu trên phần đất trên không? Kính mong sư chỉ dạy cho con ạ. Con xin thành kính tri ân ạ. Nếu mà là cái đất của chùa đấy nhà nước cấp nhầm thì bây giờ phải là cái người nhà nước đó, những người cư sĩ mới được đứng lên làm cái việc đó, là đòi lại cái đất đó, phải là một cái người tại gia, một người cư sĩ hoặc là một cái người chính quyền đòi lại đất đó cho chùa. Chứ còn những người xuất gia, các vị sư thì không 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 được tranh chấp những cái điều đó. Thì cái điều đó như thế nào là này là cái pháp thế gian, nó dựa vào cái luật thế gian, quy định theo cái pháp luật thế gian thì những cái người chính quyền ở đấy phải phải can thiệp cái việc đó. Còn những người xuất gia khi mà trong cái lúc còn đang tranh chấp thì không 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 nên không nên xây dựng cái gì lên đấy, vì sẽ sinh ra cái sự đấu tranh nhau, kiện cáo nhau và sinh ra cái oan trái với nhau. Thì khi nào mọi chuyện nó giải quyết xong xuôi ổn thỏa rồi thì mới làm các cái công việc ấy, nó mới được bình yên. Dạ, con thưa sư ạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Thu Ngân ạ. Dạ, con bạch sư, một vị tỳ kheo nói một vị cư sĩ như sau. Sư sẽ đào tạo đầy đủ tuần tự để con có thể dạy thiền. Vị ấy lại hỏi thiền sinh có muốn luyện thần thông không? Dạy thiền mà biết quán tâm của thiền sinh thì cũng hay lắm. Mặt khác, con có đọc trong một bài kinh Thế Tôn viết, Ngài thấy sự nguy hiểm trong thần thông mà Ngài nhàm chán, hổ thẹn, ghê sợ thần thông. Con thắc mắc kinh điển như vậy, sao vị sư lại hỏi thiền sinh có luyện thần thông không? Xin sư chỉ dạy cho con nên hiểu như thế nào về vấn đề này ạ. Thì nếu mà một cái vị mà tu mà cứ hướng về thần thông ấy, nó có mang cái tính mê hoặc lòng người ấy, thì cái này nó có một cái sự ám chỉ. Ví dụ một cái vị tu sĩ đó, một cái vị đó dù có thần thông, vị đó sẽ không bao giờ gợi ý để cho người khác biết rằng mình có những cái pháp thượng nhân đó. Nếu như cái vị đó cố tình gợi ý nói ra như thế là để cố tình khoe thượng nhân pháp. Nếu như cái vị đó thật sự không có cái thượng nhân pháp đó, vị đó không có pháp thần thông, nhưng mà vị đó muốn người khác nghĩ rằng mình có thần thông, là vị đó đã phạm vào cái tội ba la di bất cộng trụ, bị tẩn suốt ra khỏi tăng đoàn. Đấy, nếu như vị đó mà không có nhé, là vị đó đã phạm vào một cái đại trọng vọng ngữ. Còn nếu như vị đó thật sự là có cái năng lực đấy thì vị đó cũng phạm vào một cái tội, vào cái tội là nói pháp thượng nhân đối với người chưa tu lên bậc trên. Thì trong trường hợp nào thì cái vị đã gợi ý hay nói ra những lời như vậy đều phạm vào những cái giới, và cái vị đó là cái vị không giữ giới mới nói ra những lời như vậy. Còn một cái người có chân chánh tu tập, có giữ giới sẽ không nói ra những lời như vậy. Và những cái người mà có những cái pháp thượng nhân chắc chắn sẽ không phạm vào những cái giới đó. Thì những người mà đã phạm như vậy, đã nói như vậy thì chắc chắn vị đó đang nói dối, không phải nói thật được. Hoặc là vị đó bị ảo tưởng, tức là bị hoang tưởng, tưởng là mình có trong khi mình không có. Dạ, con thưa sư ạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Galaxy A11 ạ.
Dạ, con xin sư Hoan hỷ giảng cho con về vấn đề những người lên đồng gọi hồn ạ. Thực sự con thấy khi họ gọi hồn về thì hồn cũng nói có những điều đúng mặc dù họ không biết gì về người chết cả, thưa sư. Sự lên đồng thì nó là một cái chuyện rất là bình thường. Có những cái hàng phi nhân hay là các cái hàng chư thiên sống ở trên mặt đất, người ta sống ở trong các cái nhà cửa của những cái người bình thường, người ta có tuổi thọ rất là lâu, người ta biết hết về quá khứ tương lai của một người khác, nên là người ta biết tất cả những cái chuyện cặn kẽ chi tiết của một cái người khác, đó là chuyện bình thường, không khó khăn thì người ta nói ra được những cái chuyện đó, cũng chẳng đem lại cái lợi ích gì cả. Cho nên là một cái người đời thường thấy những cái việc đó hay sinh ra cái tâm là cuồng tín, mê muội và không 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 tốt, nên tránh xa những cái điều đó ra thì sẽ an ổn hơn. Còn nếu mà mình cứ bị lún sâu vào đấy thì mình sẽ cũng sẽ bị ảo tưởng, bị hoang tưởng, bị mê lầm. Dạ, con bạch sư ạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Meta. Dạ, con bạch sư, xin sư cho con hỏi, con nghe sách nói những dấu chân trên con đường nhiệm màu đưa đến Phật quả của Ngài Đại trưởng lão Uyani Adidayama. Ngài chia sẻ những kinh nghiệm bản thân rằng Ngài đã niệm ân Đức Phật đủ 100.000 lần thì có điều kỳ diệu. Con kính nhờ sư chỉ dạy ạ. Niệm ân Đức Phật. Niệm ân Đức Phật thì người đấy niệm thì nó có những cái điều kỳ diệu cũng là chuyện bình thường. Và những cái điều kỳ diệu ở trong Phật Pháp thì đâu có cái gì là khác thường đâu. Ví dụ như là những cái vị đó kỳ diệu là có thể có những cái vị chư thiên người ta hoan hỷ theo. Vì rất là nhiều vị chư thiên người ta cũng hoan hỷ với cái sự niệm ân Đức Phật đó. Rồi hoặc là vị đó thấy hoặc giao tiếp với các vị chư thiên. Thì cái điều đó kỳ diệu nhưng mà chẳng có gì là kỳ diệu, đó là chuyện rất là thông thường. Một cái người không niệm ân Đức Phật mà người ta, người thông thường khác người ta cũng có thể có những điều đó thì có sao đâu. Và đâu có phải lấy cái đó là mầu nhiệm. Cái mầu nhiệm ở trong giáo pháp của Đức Phật là khi nào vị đó phải đoạn trừ được cái phiền não tham sân si, đó mới là mầu nhiệm. Còn mầu nhiệm như là chỉ thấy được những cái năng lực siêu nhiên, những chúng sinh vô hình khác mà coi là mầu nhiệm thì đó lại rất là hạn liệt, không cao thượng. Người cao thượng là làm sao phải giác ngộ được chân lý, đoạn trừ được phiền não và chấm dứt khổ đau. Đó mới là vi diệu và mầu nhiệm của Pháp Phật. Dạ, con bạch sư ạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Hạnh Tuệ ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư ạ. Con có duyên gặp sư một lần ở chùa An Lạc nghe Pháp, con rất xúc động. Dạ, thưa sư, sư có nhận đệ tử xuất gia không ạ? Đệ tử xuất gia thì... nếu mà là một cái người có cái tâm xuất gia, mình không nên hỏi qua cái sự trình pháp như thế. Ví dụ như là một cái người mình muốn xuất gia với một cái vị thầy nào đó, trước tiên mình nên đến đó thân cận ở đó một thời gian, mình thấy có phù hợp không, thấy vị thầy đó có hợp với mình không, con đường tu tập như vậy, môi trường như vậy có phù hợp không, lúc đấy mình hẵng xin xuất gia, xin là thầy có nhận đệ tử xuất gia không. Còn mình nên đến để tập sự trước rồi hãng xin xuất gia sau, mình không nên xin trước rồi mới đến tập sự sau. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Pháp Tâm. Dạ, con thưa sư, một người câu cá để tiêu khiển, khi cá cắn câu thì vui mừng như được chiến lợi phẩm và mang về làm thịt ăn. Với những vị này thì quả báu sẽ như thế nào ạ? Còn một người câu cá chỉ để mưu sinh kiếm sống hàng ngày thì quả báu sẽ thế nào ạ? Con xin kính tri ân sư ạ. Thì cái quả báo của một cái người tiêu khiển đấy sẽ nặng hơn. Tức là mình đang vui thích trên cái sự đau khổ của một cái chúng sinh khác. Thì cái người đấy cái nguy cơ đọa vào địa ngục hay là nhiều lần tái sinh vào đọa xứ sẽ lớn, bởi vì những cái tâm bất thiện đó nó khởi lên quá mạnh. Nó khởi lên liên tục, ví dụ như là cái người đó có cái sự hoan hỷ trong cái pháp bất thiện thì nó tạo ra những cái tâm hoan hỷ đó, những cái nội chỉnh tâm, những cái chập tâm nó khởi lên rất nhiều lần, và nó những cái tâm sở tức là nó tạo những cái nghiệp đó rất là nhiều, nó khởi lên liên tục nhiều lần như vậy. Rồi sau này vị đó nhớ, mỗi lần nhớ đến những cái nghiệp bất thiện đó thì cái nghiệp bất thiện đó nó lại tăng trưởng lên nữa. Còn những người
mà người ta làm những cái việc đó chỉ vì kiếm sống thôi, thì người ta làm với một cái tâm nó không có chú trọng, không không có quá là mạnh mẽ, thì cái nghiệp đó nó sẽ nhẹ hơn. Người ta chỉ vì cuộc sống thì nghiệp đó nhẹ hơn. Còn những người mà hoan hỷ thích thú ở trong đó thì cái nghiệp nó nặng hơn. Dạ, con Bạch Sư ạ, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Sen Trắng ạ. Dạ, con xin kính Bạch Sư ạ, một vị cư sĩ hay là sa di đang tu tập trong thời gian thử thách vì mắc những lỗi lì trong giới luật mà không được mặc áo tu nữa hoặc phải cho lời khỏi chùa ạ. Một vị cư sĩ hoặc sa di mà bị rời khỏi chùa thì ví dụ như là nó có những cái quy định, có những người được xuất gia, có những người không được xuất gia, có những người không được xuất gia nên bậc trên chẳng hạn. Ví dụ như có cái bị quy định như Đức Phật quy định đó, như là một cái gia, ví dụ như là một cái người ái nam ái nữ, người đấy sẽ không được xuất gia, hay là cái người mà phỉ báng Phật, phỉ báng pháp, phỉ báng tăng, có những cái tà kiến, hoặc là trong khi tập sự vị đó có những cái thói hư tật xấu ở thế gian, như là vị đó còn ưa thích như sát sinh, hay là phạm vào những cái giới như là trộm cắp, hành dâm, dối trá, uống rượu chè, hay là còn có những cái tâm, những cái hành động, những cái lời nói, những cái hành vi không chân chánh tu tập, thì cái vị đó có thể là sẽ không được xuất gia nữa. Nó còn tùy theo từng hoàn cảnh, từng trường hợp, nhưng mà đại đa số thì có những người thì do người ta tự ý người ta không tu tập nữa, có thể là tu tập một thời gian rồi người ta cảm thấy cái môi trường không phù hợp, hay là người ta không hòa hợp với những người xung quanh, người ta đi tìm một cái môi trường khác phù hợp hơn. Thì cái điều đó gọi là cái sự lựa chọn, mỗi người có cái quyền lựa chọn, là một cái vị đệ tử có quyền lựa chọn, những vị thầy có quyền lựa chọn những chú xứ, người ta có thể tu tập ở chú xứ này, cũng có thể người ta rời chú xứ này, người ta đi chú xứ khác. Cũng có những người thì người ta tu theo cái hạnh đó là người ta không có chấp vào một chú xứ, người ta ở đây thời gian, ở chỗ khác một thời gian, người tu tập với vị này thầy này một thời gian, với vị thầy khác một thời gian. Thì cái điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào cái quyền của mỗi người. Còn những cái vị mà bị ép phải đi thì đa số là phải phạm vào một cái điều gì đó, làm một cái việc gì xấu, không được phép của cái người tu tập thì mới ép phải ra đi. Còn lại thì nó rất nhiều nguyên nhân, mình không thể nói hết đâu. Dạ, con thưa sư ạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Giác Mẫn ạ. Dạ, con kính Bạch Sư, mong Sư hoan hỷ giảng cho con, khi một người Phật tử không làm trọn vẹn được chữ hiếu để tránh va chạm khởi lên tham sân si mà phải ở riêng nhưng vẫn không hóa lại được những nghiệp duyên, vậy có cách nào để hóa lại từ xa không ạ? Người đó nếu sau này làm phước và sám hối hồi hướng đến bố mẹ thì người quá cố có nhận được hay hoan hỷ bỏ qua không ạ? Khi chúng con gặp phải nghịch duyên thì nên nhẫn nhịn và ở yên hoàn cảnh đó hay rời xa để tu tập ạ? Này nó còn tùy theo cái nghiệp, tùy theo cái duyên, tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi người, mình nên xử lý thế nào cho nó phù hợp, cho nó hài hòa, cho nó có lợi ích cho đối với cả hai thì sẽ tốt hơn. Đương nhiên là nếu như mình nhận ra được những cái nỗi lầm của mình là nỗi lầm, mình biết là mình là người bất hiếu, mình có cái tâm sám hối là đúng, mình có cái sự sám hối đó. Còn người đã chết rồi có nhận được được thì mình không thể biết được, cho nên là cái điều đó cũng không quan trọng, miễn là có cái tâm sám hối là đã được rồi. Làm những cái việc gì để có để hóa giải thì cái này mình chỉ có thể là làm những cái việc phước lành, trong đó mình hồi hướng cái phước đó đến cho cả những cái người thân còn hiện tại hay đã mất, hoặc là mình sám hối bằng cái cách nữa đó là mình tu tập. Có những người mình cảm thấy nỗi lầm một cái điều gì đó mà mình muốn hóa giải cái nỗi lầm đấy thì bằng cái cách đó là mình tu tập thọ trì giới, ngũ giới, bát quan trai giới, thực hành những cái khóa tu ngắn ngày hay dài ngày, mình có thể tốt hơn nữa thì mình thọ trì những cái pháp tu cao hơn, thiền chỉ thiền quán nữa, rải tâm từ,
đến mọi người nữa, thì nó có nhiều cách như vậy, mình có thể lựa chọn cách nào tốt nhất được. Dạ, con thưa sư ạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Giác Mẫn ạ. Dạ, con kính bạch sư, Phật tử tại gia chúng con học thực hành hạnh xả ly, ly tham đoạn diệt, nhưng khi sống ở lửa thế gian, trong công việc chúng con không tránh khỏi những tính toán kế hoạch trong công việc. Cuộc sống khi biết trước việc đó ảnh hưởng đến mình, khi mình can thiệp tạo tác để xử lý tốt cho việc mình thì có phải là tham không ạ? Không nhá, tham nó đôi khi mình khó có thể hiểu được ấy. Cái tâm tham là khi mình ham những cái dục lạc ở thế gian. Ví dụ như là mình mắt mình nó tham ái đối với cảnh sắc, tai nó tham ái với âm thanh, mũi tham ái hương, lưỡi tham ái vị, thân tham ái với cái sự xúc chạm, tức là mình tham ái những cái ngũ dục thì nó mới là tham. Hoặc là mình yêu mến cái thân của mình, tâm của mình, những tài sản của mình, những người thân của mình, đó cũng là tham ái, ái luyến. Nhưng mà đôi khi vì mình làm một cái việc gì đó hay một cái công việc chính đáng vì cái sự lợi ích cho mình và cho người khác, ví dụ như có những người người ta tham làm việc phước, thì cái đấy nó lại không phải là tham, mà cái đấy nó là cái tâm, nó cũng là cái dục, là cái ước muốn, nhưng mà nó là cái ước muốn cao thượng. Thế là đôi khi mình muốn làm những cái công việc này kia, mình tân tấn trong cái sự thực hành những cái công việc đó, thì nó không gọi là tham. Có những người người ta rất là tích cực trong khi làm những cái việc chính đáng, việc thiện, tích cực trong cái sự học pháp, hành pháp, thì đó không phải là tham nữa. Mình không được hiểu cái tâm tham nó chỉ khi nào nó đi với những cái ước muốn xấu thì nó mới là tham. Còn đôi khi mình có những cái ước muốn tốt thì nó không phải là tham. Dạ, con thưa sư ạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Quang Minh ạ. Dạ, con thưa thầy, con vẫn chưa hiểu là khi niệm mà phải hiểu nghĩa của ân đức Phật để mà niệm là như thế nào ạ? Cho nên khi niệm ân đức Phật, con thường niệm cả ân đức cùng với ý nghĩa của ân đức đó. Ví dụ như là A-la-ham là bậc cao thượng, có thân khẩu ý hoàn toàn trong sạch và thanh tịnh, xứng đáng để thọ nhận lễ bái cúng đường của chư thiên, phạm thiên và nhân loại ạ. Dạ, kính xin sư đại đáp giúp con ạ. Đúng rồi đấy, niệm ân đức Phật là phải thế. Niệm ân đức Phật là đấy là cái pháp tuệ tưởng niệm. Mình phải tưởng nhớ đến những cái ân đức đó, mà ân đức Phật thì rất là thâm sâu, rất là rộng lớn đấy. Thì khi mình niệm nên cái danh từ đấy, và mình vẫn phải tưởng nhớ đến cái ý nghĩa của các cái danh từ đấy, thì nó mới thành ân đức Phật. Chứ còn nếu như là mình chỉ niệm mỗi cái danh từ không, A-la-hăng, A-la-hăng không, thì nó chẳng khác gì người niệm thần chú cả, nó không có ý nghĩa gì. Thì lúc đấy nó không phải là ân nữa, không phải là niệm ân đức Phật, mà là niệm danh hiệu Phật, niệm tên, niệm chú. Thì nó không đạt được cái sự hỷ lạc, nó không đạt được cái sự hân hoan, hoan hỷ, và nó không đạt được cái sự định tĩnh, không đạt được cái tâm thanh tịnh cao thượng được. Mỗi cái pháp môn tu nó lại có những cái sự mình phải vận dụng một cách khác nhau. Mình không phải là cái pháp nào nó cũng như cái pháp nào. Niệm ân đức Phật khác, niệm về hơi thở khác. Thì phải còn khi mình thực hành đến các cái pháp thiền tuệ, thiền quán, mình còn phải phân tích, còn phải quán tưởng nhiều nữa. Mỗi cái pháp thiền ấy còn có những cái cách tu tập để thực hành khác nhau. Thì đấy cũng nó vẫn là niệm. Niệm là tưởng nhớ đến các ân đức của Phật là niệm. Mà ân đức của Phật rất là nhiều, rất là rộng lớn. Mình phải tưởng nhớ rất là nhiều và rất là rộng lớn các ân đức đó thì mới là niệm ân đức Phật. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Thái Nguyễn. Dạ, xin sư hoan hỷ cho con hỏi nghiệp gì lấy phải người chồng thường xuyên ăn nhậu, chửi bới đánh đập vợ con ạ. Con xin chiên sư. Nghiệp mà lấy phải người chồng ăn nhậu đánh đập vợ con. Nghiệp này thì nó cũng là một cái nghiệp bất thiện. Nghiệp bất thiện có thể là do mình trước kia mình cũng thường xuyên ăn nhậu để hành hạ những người khác. Nói chung là mình cũng từng gây cái khổ cho người khác, thì bây giờ lại có cái người khác gây khổ cho mình. Chứ không phải là ngẫu nhiên nó. Còn cái nghiệp gì chính xác rõ ràng thì không thể nói được. Nhưng mà nó là do cái quả của một cái nghiệp xấu. Những cái nghiệp xấu này cũng là do mình
có thân cận với lại những cái người xấu, là mình không thân cận với những cái bậc chân nhân, mà do mình có cái sự thân cận với những cái người không chân nhân, tức là có cái tâm mà khi mà mình cộng chú với một ai đó thì mình phải có một cái tư tưởng ưa thích cái hội chúng đấy. Ví dụ như là mình ưa thích những cái người nào, ưa thích cái hội chúng nào, ưa thích cái bạn bè nào, thì mình mới cộng chú với những cái hội chúng đấy. Ví dụ những cái người mà chơi cờ bạc rượu chè thì người ta phải thích thân cận, thích gần gũi, thích giao du với những người cờ bạc rượu chè đó. Những cái người mà trộm cắp hay gây sự đánh nhau thì người ta cũng thích thân cận với những người có cùng cái hành vi tư tưởng đó. Những người tu tập thì lại thích thân cận gần gũi với những người tu tập. Vậy thì đấy cũng là do mình có cái cộng nghiệp, có cái cộng chú, có cái sự tức là mình có cái sự thân cận đối với những cái người mà người ta có những cái tánh đó, cái tánh cờ bạc rượu chè đó, do mình không có cái sự nhàm chán đối với những cái tánh xấu ở trên đời. Ví dụ như là một cái người có cái sự nhàm chán đó, nhìn thấy những cái người nào mà có cái sự bất thiện, như là thích chơi bời, thích rượu chè, ham chơi, gây sự đánh đập, thì mình phải có cái sự nhàm chán đi, tham, không ưa thích gần gũi những cái hội chúng đấy. Thì bây giờ mình đã không cộng chú với những người như vậy. Vậy thì đó là do mình đã từng ưa thích những cái hội chúng như vậy, ưa thích những thân cận với những người như vậy, cho nên là bây giờ mình mới cộng chú với những người như vậy. Thì nếu bây giờ mình cảm thấy nhàm chán thì mình phải sống khác, mình phải thay đổi hoàn toàn. Nên là mình phải hướng về làm những cái việc thiện, hướng về cái sự thân cận những bậc chân nhân, lắng nghe giáo pháp, và có cái ước nguyện, có cái ước muốn, đó là đời nào sinh ra mình cũng thân cận những bậc chân chánh đạo đức, không thân cận là không thân cận với những người tiểu nhân, những người ham chơi, những người bất thiện nữa. Thì cái nghiệp đấy nó chỉ hóa giải được ở tương lai, chứ bây giờ nó đã cho thành quả rồi. Giờ mình đang phải trả những cái quả này thì mình không thay đổi được, nhưng mình chỉ có thể gieo được cái nhân cho tương lai mà thôi. Dạ, con Bạch Sư ạ. Con thưa sư, hiện nay câu hỏi còn khá là nhiều ạ. Con xin phép và để buổi sau ạ. Con cho hỏi thêm một số câu nữa, 15 phút nữa. Dạ, con Bạch Sư ạ. Con xin đọc câu hỏi từ hành giả Trần Hà. Dạ, con kính đỉnh lễ sư ạ. Thưa sư, con có một số thắc mắc khi con hành thiền. Con xin sư chỉ dạy giúp con ạ. Dạ, thưa sư, khi con hành thiền ở chùa thì con thấy ánh sáng khi phát triển nó rất rực rỡ, như con đang lọt vào giữa một vùng trắng xóa như tuyết, mênh mông, cảm thấy không có biên giới, nhưng chung quanh bất động, phẳng lặng và không thay đổi. Còn hiện giờ con hành thiền ở nhà thì ánh sáng rực rỡ nhất nó không trắng sáng được như thế, mà nó lại chuyển động theo điểm sáng, giải sáng hoặc vùng sáng. Vậy thưa sư, cho con biết ánh sáng phát triển nhất là thế nào ạ? Ở cái giai đoạn đấy là mình mặc dù có thấy ánh sáng, nhưng mà cái ánh sáng này nó còn yếu, nó chưa rõ ràng, chưa mạnh mẽ. Thì cái sự quan sát như vậy, đi theo ánh sáng như vậy là sai, và nó sẽ làm cho ánh sáng đó kém, không phát triển thêm được. Thì ở cái giai đoạn đấy phải nằm nơ, bất ngờ, không quan tâm đến cái hình dáng, màu sắc của ánh sáng đó, mình vẫn quan tâm đến hơi thở. Thì nhận biết hơi thở thôi, đừng nghĩ gì đến cái ánh sáng, cứ để nó tự nhiên. Nó có màu gì mặc kệ, nó có hình dáng thế nào mặc kệ nó. Mình không so sánh ở chùa với ở nhà, không so sánh quá khứ với hiện tại. Mình cứ biết cái hiện tại đấy thôi, và cứ thực hành như vậy. Nó thay đổi như thế nào mặc kệ nó, đừng có quan tâm. Thì phải thực hành như vậy thì nó mới đúng. Còn mình còn so sánh, còn quan sát, còn phân tích thì nó sẽ còn sinh ra nhiều cái loạn tưởng. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp từ hành giả Trần Hạ. Đã thưa sư, theo con hiểu, khi hành thiền mình nỗ lực chánh niệm trên đề mục là để phát triển cho tâm sở niệm được liên tục phát sinh, và khi có tâm sở niệm thì cũng có 19 tâm sở thiện được phát sinh. Do đó mình tạo ra được tốc hành tâm là tâm thiện hợp trí, và đó sẽ cho quả là các tâm thiện hợp với trí lục giới. Thưa sư, con hiểu như vậy có đúng không ạ? Và sau thời thiền, con thường nguyện các phước lành giúp con đoạn trừ được các lậu hoặc trầm luân, và là duyên lành thành tựu được niết bàn trong ngày vị lai.
Thưa sư, vậy các tâm thiện lục giới đó có phải là các ba la mật mình cần được tích lũy không ạ? Đúng rồi, nó có những cái tâm thiện dục giới, nó cũng tạo ra thiện nghiệp dục giới. Những cái ước muốn đó là có được, nhưng mà mình phải có cái ước nguyện, cái mong muốn là mình đạt được những cái tâm sắc giới và đạt đến những cái trí tuệ phân tích tuệ Vipassana để đạt đến tuệ siêu thế cơ. Thì cái mình phải ước muốn như vậy để mình nỗ lực cố gắng thêm, chứ mình không nên hài lòng an phận ở những cái tâm thiện dục giới đó. Dạ, con thưa sư, tiếp câu hỏi từ hành giả Trần Hà. Dạ, trong cuộc sống hàng ngày, mình luôn chú ý đến những suy nghĩ của mình. Nếu thấy những suy nghĩ như so sánh hơn thua, lo lắng, tiềm hị, tị hiềm, vân vân, mình nhận biết và chuyển ngay suy nghĩ của mình về hơi thở, thì đó có là lúc mình cắt được tâm bất thiện và tâm thiện hợp chí phát sinh. Nếu cố gắng liên tục như vậy, có phải mình vẫn đang hành thiền trong sinh hoạt không ạ? Vì con cảm thấy trong sinh hoạt hàng ngày con vẫn thường chú tâm vào hơi thở và thấy trạng thái của cơ thể mình giống như lúc trạng thái con hành thiền. Tức là con vẫn thấy cơ thể nó cứ lâm lâm và như có một tấm màng vô hình nhưng rất chắc chắn chặn những lời nói thầm thì trong đầu con để nó không phát sinh. Làm vậy được, cứ làm như vậy cũng được. Đã. Và một người nếu có được nguyện vọng được giải thoát thì cần luôn cố gắng tạo được các thiện tâm hợp trí, đó là mình đang tích lũy các ba la mật cho ngày vị lai, đúng không ạ? Dạ, con tính tri ân sư. Đúng rồi. Dạ, thưa sư, hết phần câu hỏi hôm nay. Dạ. Hết rồi. Dạ, thưa, còn cũng khá câu hỏi nữa, nhưng mà tiếp. Dạ, tiếp ạ. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Tuệ Chi ạ. Dạ, con thưa sư, tại sao niệm ân đức Phật lại không niệm về ân đức Như Lai ạ? Ân đức Như Lai, tại vì ân đức Như Lai nó trùng với ân đức Thế Tôn, Như Lai Tathagata, nó trùng với cái ân đức Bhagava. Thì Như Lai có nghĩa là người đã đến, đã đi đến mục đích, đã đi đến. Thì trong cái ân đức Bhagavad Thế Tôn cũng có cái ân đức, cũng có cái ý nghĩa như thế, là người đã đi đến, đã đến giải thoát giác ngộ, đã đến bờ bên kia. Vì nó tự trùng nhau vậy cho nên là không cần niệm ân đức Như Lai nữa, chỉ cần niệm ân đức Thế Tôn là đủ. Là con thưa sư, Đức Phật chỉ thành Phật ở cõi người, vậy Đức Phật A Di Đà ở cõi Tây Phương Cực là cõi người như chúng ta phải không ạ? Phật chỉ thành Phật ở cõi người, mà cõi người thì có khổ có vui, vì vậy cho nên là nếu như cõi người này mà là cõi cực lạc rồi thì Đức Phật đã không cần ra đời nữa. Thì cõi đời có nhiều cái nỗi khổ nên là cái giáo pháp Đức Phật chỉ hướng đến giải thoát khổ đau thôi. Thì nếu như mà cuộc đời đã là cực lạc rồi thì còn cần gì phải giải thoát nữa cơ, đấy mà hưởng cái cực lạc thì cần gì Đức Phật phải ra đời. Nên cho nên là Đức Phật thì ra đời ở cái cõi thế gian, bởi vì cõi thế gian này vui ít khổ nhiều, sự nguy hiểm càng nhiều hơn. Nên Đức Phật thì ra đời ở cái cõi người. Mà cõi người thì không có sầu bi khổ ưu não, có sinh già bệnh chết, có cầu bắt đau khổ oán tăng hội khổ, có những cái nỗi khổ về chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai, tai nạn. Vậy thì cõi người này không thể nào cõi cùng nạc được. Cõi người này thì cực khổ nhiều, cực nạc ít. Thì Đức Phật chỉ ra đời thì nếu mà pháp của Đức Phật nói chỉ ra đời ở cõi người, vậy thì Đức Phật không thể ra đời ở cái cõi khác được. Còn kinh Di Đà thì vẫn là một cái hệ kinh phát triển, đó là một cái pháp môn phương tiện muốn hướng dẫn một cái người ở ngoại đạo đi vào trong đạo phát triển về sau. Người mà phát triển ra những cái kinh đó thì đều có cái ý là dùng cái pháp môn phương tiện đó để dẫn dắt những người ngoại đạo trở về trong đạo, sau đó thì lại cho tu tập. Cho nên là trong kinh Di Đà vẫn nói về đến cái chúng sinh ở cái cõi cực lạc vẫn tu tập những cái pháp ngũ căn ngũ lực, các bồ đề phật bát chánh đạo phận đó. Kim Cao Lăng Tần Già thuyết những cái bài pháp đó, thì ngũ căn ngũ lực là những cái pháp mình có thể tu tập được ở cõi người này, và những người nào đang thực hành các cái pháp thiền chỉ quán đó, thì một cái người nào tu tập ngay ở cõi đời này mình có thể tu tập được những pháp môn đó, ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phật bát chánh đạo phận đó, và đi đến niết bàn ngay được ở cõi người này.
mình không cần phải đi lòng vòng qua cõi cực lạc nó mới chứng niết bàn, có thời gian cứ tập ngay ở đây và chứng niết bàn cũng được, sinh về cõi trời tu tập chứng niết bàn cũng được, về các cõi phạm thiên tu tập chứng niết bàn cũng được, còn cõi cực lạc ở đâu thì sư cũng không biết. Dạ con thưa sư, Bồ Tát thì chỉ sinh làm người nam, vậy tại sao ở các chùa Việt Nam lại thờ Bồ Tát là người nữ ạ? Vẫn câu hỏi của anh là Tuệ Trí ạ. Một vị Bồ Tát mà đã được thọ ký, tức là được một đức Phật thọ ký cho, ví dụ như là Bồ Tát Sumedha cách 4 kiếp 100.000 đại kiếp gặp đức Phật Nhiên Đăng Dipankara, đức Phật Dipankara Nhiên Đăng đó thọ ký cho vị này tương lai sẽ thành Phật Gotama. Kể từ lúc được thọ ký cho, cái niềm tin của vị đó mạnh xác quyết vị đó sẽ thành Phật trong tương lai. Kể từ khi đấy vị đó không bao giờ tái sinh làm thân nữ nhi nữa. Nhưng mà trước đó, tức là một vị Bồ Tát phải trải qua một thời gian rất là dài, như là Chí Na Tăng cái kiếp là âm thầm phát nguyện ở trong tâm, thì lúc đấy cũng vị đó chỉ âm thầm phát nguyện trong tâm thôi. Sáu An Tăng cái kiếp có thể tuyên bố thành lời, tôi sẽ tu tập để chứng thành Phật quả trong tương lai, thì đấy cũng là Bồ Tát. Thì những hàng Bồ Tát đó là những hàng Bồ Tát còn thối nuôi, còn thoái chuyển, chưa được thọ ký. Thì vị đấy có thể tái sinh làm người nữ thì có thể có. Ví dụ như là bây giờ tất cả những người Phật tử nữ này, những người nữ mà đang nguyện thành Phật thì đấy là Bồ Tát. Vậy thì Bồ Tát cũng là một cái hình tượng của hệ Phật giáo phát triển, mới phát triển ra chắc là bên Trung Quốc, bên Trung Hoa, vì muốn cho cái hình ảnh của một cái vị Bồ Tát gần gũi với nhân gian, giống như người mẹ hiền thì nó có cái sự gần gũi đối với con cái hơn là người cha lạnh lùng, người mẹ thì tình cảm. Ý muốn nói là đạo Phật rất là tình cảm với mọi người, hãy đến đây để mà học và thực hành giáo pháp. Ý muốn nói như thế, cho nên là mới dựng nên hình ảnh tượng Bồ Tát là người nữ. Còn thực ra khi đã là Bồ Tát được thọ ký rồi thì phải là người nam, mà là một người nam nhưng vẫn còn ở trong sinh tử, vẫn đang vun bồi các ba la mật, vẫn tái sinh làm vào các cõi ở trong sinh tử. Có lúc làm người chư thiên vạn thiên, cũng có khi đọa vào địa ngục súc sinh, đều có thể tái sinh hết. Đấy là Bồ Tát là như vậy. Dạ thưa sư, mình tiếp tục. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Tuệ Hải ạ. Dạ con bạch sư, tại sao ngày nay các sư không đi khất thực như thời Phật ạ? Đi khất thực thì nếu mà ở những cái nơi mà cái việc đi khất thực này là do văn hóa từng vùng miền, có những nơi các sư vẫn đi khất thực, ví dụ ở Thái Lan, ở Miến Điện, các cái nơi Phật giáo quốc giáo thì các sư hàng ngày vẫn đi khất thực là chuyện bình thường. Còn ở một số quốc độ, ví dụ như ở Việt Nam này chẳng hạn, mà bây giờ một cái vị sư đi khất thực sẽ có rất nhiều những cái vị sư giả, người ta bắt trước, người ta đi khất thực, người ta xin tiền, xin những cái giống như là những người hành khất ăn xin, nhưng mà người ta đóng giả sư, người ta xin cho được nhiều hơn thì người ta lừa gạt mọi người. Chính vì vậy cho nên là cái nhà nước mới cấm, nhà nước để phòng tránh cái sư giả đi ăn xin đầy ngoài được, làm mất hình ảnh của một cái người tu thật, cho nên là mới không cho các vị sư đi khất thực ngoài nữa. Nhưng mà một số người thì một số địa phương, một số vị sư vẫn có thể đi khất thực được. Vẫn khất thực là một cái nét văn hóa, sinh hoạt văn hóa của Đức Phật chế định người xuất gia đi khất thực. Nếu như mà cái nơi nào đó có thể tức là có thể hoan hỷ với cái việc đi khất thực cho những cái vị sư đi khất thực, mà chỉ có bên truyền thống Phật giáo Nam truyền mới đi khất thực thôi. Bên truyền thống Phật giáo Bắc truyền thì ít đi khất thực mà tự nấu ăn, vì cái người không tích trữ thức ăn, không có tự nấu ăn theo đúng cái giới luật của Đức Phật Nguyên Thủy thì mới có cái văn hóa đi khất thực. Còn vì có những cái vùng miền không được phép đi khất thực, cho nên là các sư phải đi bát ở trong chùa mà không đi bát ở trong nhà, thì khác nhau thế thôi. Dạ con thưa sư ạ, người Phật tử tại gia có nên lập ban thờ không ạ, và nên thờ Phật như thế nào ạ, ban thờ Phật không ạ? Dạ. Người Phật tử tại gia vẫn có thể lập những ban thờ được. Ví dụ như là ở trong một cái ngôi nhà mình mà có một cái phòng thờ riêng thì mình nên lập một cái ban thờ Phật rất là trang nghiêm.
Ban thờ Phật Bằng Cát đó là mình có một cái bàn thờ, có thể thỉnh một pho tượng Phật hoặc là một bức tranh Phật, mình đặt lên trên cái ban thờ đó, thế là xong, thành cái ban thờ Phật. Rất đơn giản như thế thôi. Còn cái việc mình có bốc một cái bát hương để hàng ngày mình cắm hương hay không là do mình muốn có bát hương để cắm hương thì mình mua một bát hương về mình bỏ cho vào đó mình để mình cắm hương, mình dâng hương cúng dường Đức Phật tùy tâm, chứ không phải là có cái hình thức gì huyền bí siêu nhiên hết, mình làm do mình tự làm được hết. Hoặc là mình làm cái nọ hoa, mình cắm hoa để cúng Phật, dâng nước cúng Phật, tức là mình có thể dâng cúng Phật bằng hương, bằng hoa, bằng đèn nến, trái cây, bằng vật thực, mình cúng Phật bằng cái gì cũng được tùy tâm mình. Thì lễ Phật nó tạo ra cái phước cung kính, khi mà mình cúng dường Phật tạo ra cái phước cúng dường, khi mà mình học pháp, mình nghe pháp, mình tu tâm thì nó tạo ra từ những cái phước tu tập. Nếu mình có hình Phật ở trước thì mình sẽ dễ phát triển lên những cái tâm thiện cao và mình sẽ phát triển nhanh chóng tiến bộ trong cái con đường tu tập đi đến giải thoát, và cũng như tiến bộ trong những cái phước này. Có hình tượng Phật ở trong nhà, tự nhiên mình cảm thấy mình rất là giống như là mình thân cận với Phật, cái tâm mình tưởng về Phật rất là nhiều. Vậy cũng sẽ là cái động lực chế ngự những cái tâm bất thiện, những cái hành động bất thiện, những cái sự rể ruôi phóng dật của mình. Thế những người nào muốn tiến bộ để tạo phước hay để tu tâm thì cũng đều nên lập ban thờ Phật ở trong nhà mình. Đó là cái ruộng phước điển tối thượng. Nếu người nào bỏ qua điều đó thì mình sẽ hối hận sau này. Dạ, con thưa sư, còn hai câu hỏi nữa. Dạ, con thưa sư, câu hỏi từ hành giả Pháp Tâm ạ. Dạ, con kính bạch sư giải đáp một vài câu hỏi giúp con ạ. Dạ, con thưa sư, trong buổi giảng mới đây, sư có đề cập đến các loại khổ mà hiểu ở Pháp Tục Đế như sinh là bệnh chết là khổ, ái biệt ly là khổ, cầu bất đắc là khổ, oán tắng hội khổ. Vậy như thế nào là khổ bất đắc và thế nào là oán tắng hội khổ ạ? Cầu bất đắc khổ, dạ. Ví dụ như là một cái người đó mình mong cầu một cái điều gì đó rất là thông thường ở trên thế gian này, cầu danh, cầu lợi, cầu tiền, cầu tài, cầu nhà, cầu cửa, cầu con, cầu cái, cầu những cái gì đó mà mình không đạt được những cái điều đó thì là mình khổ, khổ vì cái sự cầu không, cái sự mong cầu của mình không thành tựu. Có những cái người mà mình đã cất công gian khổ làm bao nhiêu năm trời, mình muốn được cái điều đó mà mình không thành tựu được, cho nên là khổ. Cái điều đó rất là thông thường ở trên thế gian, ai cũng từng trải nghiệm qua những cái điều mà mình mong cầu không đạt được, nó diễn ra thường xuyên hàng ngày. Còn oán táng hội khổ là khi mà mình phải sống chung với một cái người mà mình với người đó không hòa hợp, không không có cái tình cảm với nhau, mà luôn luôn có cái sự oán ghét nhau, có cái sự chống đối nhau, có cái tư tưởng nó bất đồng nhau, cho nên là cãi nhau, chửi nhau, đánh nhau, nói xấu nhau, hiềm hận nhau, thì đó là một cái nỗi khổ, gọi là oán táng hội khổ. Dạ, con thưa sư, trong hoàn cảnh khổ con vừa nêu thì người Phật tử phải tu tập thế nào để có thể chấp nhận cái khổ đó, đối diện với nó và thoát khổ ạ? Cái khổ đấy nó khởi lên thì mình tu tập tất cả những cái pháp môn nó đều chế ngự được cái tâm khổ này, nó là sầu bi ưu não, cho nên là mình có cái tâm sân thì mình sẽ khổ. Mình diệt được tham với sân đi. Ví dụ cầu ấy là tham thì mình diệt được cái tham đi. Ví dụ như mình thực hành các pháp thiền chỉ như là niệm về hơi thở hay là quán về sắc chết tử thi, thì những cái tâm ấy nó cũng chế ngự được cái tâm tham, mình cũng bớt cái mong cầu, quán về sự chết hay là quán thực hành được các pháp thiền tuệ, thấy ra được cái sự vô thường của vô ngã nữa, thì mình cũng giảm bớt cái tâm mong cầu đi. Mình thấy nó là vô thường của vô ngã nên mình bớt cầu thì nó sẽ bớt khổ. Mình có được cái tâm từ nó tăng lên, cái tâm sân nó hết đi thì mình sẽ hết oan trái, oán táng mọi người. Tu tập cái pháp về kham nhẫn, tu tập cái từ tâm, tu tập cái xả tâm thì nó sẽ bớt đi được cái oán táng hội khổ. Những cái pháp tu tập những cái pháp nào nó cũng đi đến ni tham, ni sân, ni si thì nó sẽ hết khổ. Là kính thưa sư ạ, có một người quen nói với con rằng họ không tin vào cúng bái cũng như kêu gọi hồn phước, họ chỉ thấy cái trước mắt mới tin và thấy tận mắt thì sẽ tự bố thí mà không cần ai kêu. Và vị ấy cũng nói rằng vị ấy dám mắng Phật vì vị ấy cho rằng đã là Phật.
thì không chấp nhất các việc đó. Dạ con bạch sư, như vậy thì vị đó phạm tà kiến ở loại gì ở hai vấn đề con vừa nêu ạ? Nếu vị đó không sám hối thì quả trong tương lai sẽ thế nào ạ? Kính xin sư cho con thêm cách để con khuyên bảo và giúp đỡ vị ấy ạ. Con xin thành kính tri ân ạ. Vị đấy sẽ mắc vào cái tăng thượng mạng, tức là cái vị đấy chắc chắn sẽ đọa vào địa ngục, đọa vào những cái địa ngục rất là sâu và chịu những cái nỗi khổ đau rất là lâu dài. Nếu như vị đó không từ bỏ cái tư tưởng đấy, không từ bỏ những cái phát ngôn đấy, thì vị đó sẽ mắc vào những cái đại trọng về vọng ngữ, đại vọng ngữ. Thì sẽ cái quả báo của vị đó thì chắc chắn sẽ là vô cùng khốc liệt và khổ đau ở trong tương lai. Thì nếu như cái vị đó phải biết là cái vị đó nếu như mà đã tu ngang với Phật thì vị đó có tam minh lục thông, có tứ tuệ phân tích, có những pháp thượng nhân thủ thắng như Đức Phật không? Vị đó có loạn trừ được hết các cái nậu hoặc, cái phiền não như Đức Phật không? Hết các ngã mạn như Đức Phật không? Vị đó nói là ngang với Phật thì bây giờ vị đó hãy thể hiện những cái năng lực phi thường như Đức Phật xem vị đó có làm được không? Đó chắc chắn là đó là một phàm nhân ngu si và ngạo mạn, không thể nào làm được những cái điều gì như Đức Phật, thì đó sẽ chịu những cái bất hạnh rất là khổ đau ở trong tương lai do những cái phát ngôn đó.